Vâng, CD MC Minh xin gửi quý vị một ca khúc được mang tên Cuộc đời khá bảnh. Tôi kể người nghe đời của giang hồ mang tên Ngô Ba Kha. Lúc tuổi còn thơ anh đã vào đại giam, anh đã thành đại ca. Vừa lớn cùng anh em xuống phố bay lắc đi ba, chơi thâu đêm thâu ngày chẳng tay xăm mình, vàng đeo lúc lắc trong thật là hoài. Sang tuổi 15 làm đại ca một vùng, tưởng mình là ông tướng. Cái tuổi còn non đâu đã hiểu gì đâu nên dúng vào cuộc sâu. Cầm cố đòi nợ thế chém mướn, năm tháng trôi qua anh lên 25 tuổi. Điên tâm lấy lừng từ Nam ra Bắc ai cũng đều nhường anh, nhưng anh đâu ngờ ngày qua bị bắt khi anh thầu đề số. Do bay nặng lãi nên khi bị bắt anh thật bàng hoàng. Ai ngờ trường cho anh để đón hôm nay là ngã rẽ đời anh. Bao nhiêu lời dành cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Cuối mặt được tòa cùng mấy thằng bạn nhìn nhau rơi nước mắt. Số đề cho vay cầm cố đòi nợ thuê nên án chừng 10 năm. Cuộc sống giờ đây trong lao khám mới biết ăn năn. Ôi thôi quá buồn màng, tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa sau bức tường trại giam. Quý vị đang nghe một ca khúc Cuộc đời khá bảnh. Nhưng anh đâu ngờ ngày qua bị bắt khi anh thầu đề số. Cho vay nặng lãi nên khi bị bắt anh thật bàng hoàng. Ai ngờ trước cho anh để đón hôm nay là ngã rẽ đời anh. Bao nhiêu lời dặn cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Cúi mặt trước tòa cùng mấy thằng bạn nhìn nhau rơi nước mắt. Số đề cho vay cầm cố đòi nợ thế nên án chừng 10 năm. Cuộc sống giờ đây trong lao khám mới thấy ăn năn. Ôi thôi đã buồn màng, tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa sau bức tường đại giam. Cuộc sống giờ đây trong lao khám mới biết ăn năn. Ôi thôi quá buồn màng, tháng năm huy hoàng giờ còn đâu nữa trong bức tường đại giam.